người đàn ông đi nghiêng thế, đừng kiếp mặt tôi mộng mơ bởi nhẹ đừng say kiếp xa. Cho nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa lén lén trong lòng, dường như là tình yêu của hai con người không thù không quán và chiến tranh không gian giữa quá chị Dung ơi. 2 cộng 3 4. Ừ. Thúy Dung, tại sao em không, em không thì ngàn lý của chị sẽ không được như chiêu quân xưa cái kiểu rồi. Còn nhạc lệ tiếng đưa muốn người vẫy tay gọi niềm thương căng
đầu sắn cũng râu rời buồn. Oh,
tròn cao chưa gặp.